Rồi, chào anh em đang xem video của Bộ Cốc Bì Channel. Thì lượng cá hành lý cũng vơi đi thêm một chút xíu nữa trong ngày hôm nay rồi. Ngày mai thì mình sẽ còn hoạt động vào 10 giờ sáng đến 8 giờ tối để mình sửa nốt cái dàn hồ rồi nữa. Và trong khoảng thời gian đó thì mình sẽ bán hàng luôn. Thì các loại cá thì hiện tại đang lên thêm một bầy rồng xanh nho nhỏ nữa cho có cái để anh em mua. Thì bầy rồng xanh Indo này 30k một cặp. Có một số bầy con cá nhỏ đó, anh em nào thích thì qua mình tặng anh em 5-10 con nữa về tập chơi và xanh Indo. Nói chung cá nhỏ thì mình chưa có lọc ra nên cũng không biết là nó có bị lẫn tạp màu hay không. Nói chung là để anh em tập chơi đó, người ít qua vớt 5-10 con rồi đó về tập nuôi thôi. Để mình xem đây còn cái gì. Gon Tuxedo còn nè, Albino Full Gon còn nè, xanh Indo còn, Dumbo Mo Sa ít còn, Metal Lắc Tai còn, rồng đỏ còn, rồng đỏ đẹp còn. Con tôi shadow rồng đỏ đó, mấy hàng thanh lý hồi video trước mình đăng thì còn vài dòng có nè, ở đây đó, trong mấy cái cây rất là nhiều, cỡ khoảng mười mấy 20 phần gì đó. Có thể xem video trước giúp lại giúp mình. Thức ăn vụ kiện này vẫn còn đầy đủ cho anh em. Atemia đông lại các thứ. Các loại giá, các loại sale thì video trước mình có đăng, anh em xem video lại giúp mình. Nếu như mà anh em vô tình xem video này thì lục lại video mình đăng vừa nãy đó. Trước video này mình có đăng một video thì có các loại cá sale. Mình nhắc lại địa chỉ mà là 936 Hậu Giang, phường 12, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và có một cái này mình muốn nói rằng cá sale, những cái hàng sale á, cho nên đôi khi có chất lượng nó trên lệch so với cái giá bán chính gốc của mình. Cũng như hồi xưa mình bán hàng nó 200 đi, giờ ta lựa bớt rồi thì trong đó có con xấu con đẹp nên mình không có tiện ship cho anh em được. Những cái bầy nào mình thấy nó ok, nó cá và chất lượng thì mình sẽ ship cho anh em. Bầy nào mà mình thấy có con đẹp con xấu thì mình khó lòng mà mình ship lắm. Nói chung là này mình đã thanh lý rồi, nó không có đáng bao nhiêu hết, để bán cho nó hết cá chống hồ thôi. Mình cũng sắp nghỉ Tết rồi, mai là ngày cuối rồi mà mất công thì có 1-200 mà mang tí mất công lắm, nên anh em cứ đến shop xem. Ok, hút hốt rẻ, chắc chắn rẻ, không rẻ mà sao mình vừa đăng video có 5-6 khách lại hốt mấy bầy liền, đúng không? Rẻ chắc chắn rẻ. Ngày mai là ngày cuối thì hy vọng anh em nào có thích thì đến tìm hiểu hay đi tạt ngang qua xem có dòng nào ưng ý hốt về thôi. Rồi, cảm ơn. Chống full gon còn nè, chống full gon còn gì nữa ta, còn 5 con chống, 2, 4, 6, 7 con chống, 7 con chống quay Tuxedo 50k bán rẻ luôn, rẻ mạt luôn. Còn rồng đỏ đi bông một bầy rất là đẹp, hàng tuyển nó là 4-500 đó, ngày mai sẽ là 200k một cặp, 2 cặp 300 đó. Còn cái hàng là hàng đẹp cho anh em chơi. Rồi ở đó rất là nhiều trống full con đó, ngày mai anh em thích trống full con thả hồ và trống rất là đẹp, 15k một con luôn, 15k một con giảm giá luôn. Rồi tạm thời có nhiêu đó. Có rồng đỏ hấp môn vẫn còn, rồng đỏ hấp môn 100k một chống hai máy. Ngày mai thì đó là giá rảm rồi đó. Ngày mai anh em nào mua thì mua hết bầy sẽ có giá tốt luôn. Rồng đỏ hấp môn biết đâu xa. Còn mấy con máy wheel coi sọt rất là đẹp. Rồi vậy nha. Rồi như đó, nói chung chốt. Anh em thì cần thức ăn phụ kiện thì ngày mai mình vẫn hoạt động từ lúc 10 giờ sáng cho đến tối 8 giờ. Cứ tranh thủ qua coi coi có thiếu thức ăn gì không, mất công mà mình nghỉ rồi thì không phục vụ được anh em, buồn lắm. Thì trong thời gian nghỉ chắc mình sẽ rảnh rỗi thì mình lục lại những cái video mà hồi xưa mình đi đâu đi đó mình quay đó, mình làm lại video cho anh em xem chơi. Thật ra kho video mình trong điện thoại mình rất là nhiều,
nhưng mà mình không có thời gian mình làm. Nói chung phận mình là phận buôn bán nó nhiều, dành thời gian cho bản thân thì không có bao nhiêu hết á. Đến cả thời gian muốn chỉnh video cho cái kênh của mình cũng không có luôn, nên anh em thông cảm. Mình biết rất là nhiều anh em thích những cái gì đó ở ngoài hơn, chứ đâu có bao giờ mà gói gọn trong một cái quán bé xíu như vậy mà quay hoài chán không. Trời, tôi quay tôi còn chán mà nói chi mấy ông xem chán lắm. Có mấy con cá nó quay hoài, trời ơi nhìn cái mặt kìa, mặt xấu mà đó ngày nó lên video nói buồn hết sức. Cái ngày vô kênh câu cái thằng con rống rí dài lướt thôi, mặt thì đeo kính, mặt thì ngáo ngơ. Rồi vậy nha, mai ai rảnh qua chơi nha.